Tiếp tục hai món hàng hot nữa mà bữa giờ anh em hỏi quá chừng luôn. DCD 800 và DCD 805 đã về hàng và thành thực sự rất bất ngờ với những cái thay đổi mới này của Rewall ha. Máy thì nhỏ gọn hơn rất nhiều nhưng mà lực thì cũng rất là mạnh, lên tới 90 Nm, lực xoắn phải nói rất khủng khiếp. Máy thì rất là gọn luôn, rất là lực. Chi tiết như thế nào cùng nhau đi xem tiếp nhé. Đối với những cái máy này khi mà anh em mua về, anh em có khá nhiều cái sự lựa chọn, những cái combo khác nhau ha. Anh em có thể mua riêng thân máy thôi thì nó đựng trong hộp giấy như thế này, hoặc là anh em mua cả máy, cả pin rồi cả thùng thì Thành sẽ để những cái combo khác nhau ở đây cho anh em xem tham khảo nha. Đây có cả giá lẫn mô tả này. Ví dụ như là DCD 805 P2T là 2 pin 5 chấm và một cái thùng. P2 là 2 pin 5 chấm nha anh em, và chiếc T cuối là có cái thùng vali này đi kèm này. Rồi DCD 800 M2T là 5.8 triệu nè, là 2 pin 4 chấm và một cái thùng này. Đây là hai con ha, DCD 800 và DCD 805. Về cơ bản là nó giống nhau, tuy nhiên là nó khác cái là 805 thì có thêm chức năng búa để mà chúng ta khoan tường, còn 800 thì nó không có cái chức năng đó thôi, còn lại gần như là easy nha. Máy của Rewall thì thân máy bảo hành chính hãng 3 năm, pin sạc 1 năm, và anh em nhớ hãy mua ở những địa chỉ uy tín như là Kết Nối Tiêu Dùng để được bảo hành chính hãng trên toàn quốc nhé. Về thiết kế phải nói là hai con này rất là gọn ha anh em. Con này nè, 805 này nè, nó có búa thì nó sẽ dài hơn con 800 tí xíu. Tuy nhiên nó vẫn rất là gọn. Công lực nó gần bằng con 996. Gần bằng luôn, nhưng mà nó gọn hơn 996 nhiều ha anh em. Con 805 này á thì nó nặng 1,34 kg, còn con 800 thì nó nặng 1,28 kg. Lắp cục pin vô lại coi. Cầm vẫn rất là gọn gàng ở trên tay. Phải nói là thiết kế mới là cải tiến nhiều đó ha anh em hả. Nó sẽ có những cái gì nè. Khối động cơ không chổi than, rất gọn gàng ở đây. Đầu vặn bằng kim loại. Cò, đảo chiều, rồi công tắc đổi hai chế độ, vòng vặn. Rồi cái điểm đặc biệt nhất chính là cái đèn pin, cụm đèn pin này này Thành thích lắm nè, điều chỉnh được góc. Cũng có 3 mức sáng và cái mức tối đa thì là rất là sáng luôn. Mức tối đa này là sáng liên tục 20 phút nha anh em. Nếu như anh em cần một cái đèn pin để mà anh em xài ở trong bóng đêm thì anh em xài cái này cũng được luôn, thay thế một cái đèn pin siêu sáng luôn đó nha. Rất sáng này anh em thấy chưa, thuộc dạng sáng nhất trong số những cái con khoan hiện nay trên thị trường luôn đó. Mức này là sáng vừa nè, mức tắt nè, rất hay, đổi góc được luôn, phải nói là tiện, cực kỳ tiện dụng. Còn một cái này cũng rất hay, đó chính là cái cụm 500 ở bên này để được hai cái mũi khoan hoặc là hai cái mũi vít, rất tiện ha. Ok luôn á. Hầm hố, bọc cao su nè, những cái đệm cao su chống va đập rất tốt ha. Khả năng tản nhiệt cũng tốt nữa, luồng gió ra rất là mạnh. Ok lắm luôn. Hai con này có lực xoắn tối đa lần lượt ở hai chế độ, đó là 90 và 27 Nm. Nó chỉ thua con 996 một xíu thôi anh em. 996 là 95, còn nó là hơn con 796. 796 chỉ có 70 thôi. Tốc độ không tải tối đa ở hai chế độ lần lượt là 650 và 2000 vòng trên phút. 2000 vòng là rất nhanh ha. Riêng con 805 thì ở chế độ khoan tường nó sẽ có tốc độ đóng búa tối đa lên tới 34000 nhịp trên phút. Khả năng khoan gỗ sắt của hai con lần lượt là 55 và 13 mm. Còn 805 thì khoan tường được tối đa 13 mm nữa.
Máy này có một cái điểm hay, đó là cái thắng của nó không còn kêu cạch cạch như những cái máy 996 hay là 796 nữa ha anh em. Nghe nó êm hơn rất nhiều. Giờ Thành sẽ test khoang tường với một cái mũi 12 ly. Còn bây giờ sẽ test khoan gỗ với một cái mũi 35mm. Giờ chúng ta sẽ test bắn vít ha. Một con vít 10 ly đầu D và bắn tốc độ số 2 trước. Wow. Đây anh em có thể thấy là bắn ngọt ngào và rất nhanh. Đây là một miếng gỗ gõ ha, cũng khá cứng. Còn tốc độ số 1 thì nó quá dễ dàng luôn. Đó, nhẹ nhàng như bơ. Không biết bây giờ suy nghĩ của anh em như thế nào, anh em hãy để lại bên dưới phần nhận xét để mà chúng ta có thể thảo luận thêm nhé. Riêng Thành thì Thành thấy là những cái con này á, đang gọi là xóa ngôi luôn cả 996 lẫn 796 ha. Với mức giá rẻ hơn 996, còn 805 này nè, khoảng 2.8 triệu, 996 thì là khoảng 3 triệu, rẻ hơn khoảng 200 ngàn, nhưng mà về sức mạnh thì là tiệm cận. Còn ngoại hình thì là thon gọn hơn rất nhiều. Cho nên là rất đáng cân nhắc những cái con này ha anh em. Nếu như anh em cần máy mạnh để mà xài tác vụ chuyên nghiệp thì đây là những cái sự lựa chọn sáng giá trong thời gian tới ha. DCD 800 và 805. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này và đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký kênh Kênh Nói Tiêu Dùng, để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai, cũng như là giúp Thành nhanh chóng đạt được nút bạc với 100.000 lượt xúc nhé. Để mua hàng thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kếtnối tiêu dùng.vn, hoặc anh em gọi vào hotline Thành để ở bên đây. Anh em cũng có thể chat với nhân viên Kết Nối Tiêu Dùng ở Zalo bằng cách là anh em vào Zalo nè, search Kết Nối Tiêu Dùng, sau đó bấm vào nhắn tin, chat trực tiếp với nhân viên của bên Thành nhé. Và anh em nhớ hãy liên hệ ở trong cái khung giờ mà Thành để ở đây để mà được hỗ trợ kịp thời nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.